Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Và ngày hôm nay Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho các bạn công thức làm món bánh su kem vô cùng đơn giản tại nhà. Đặc biệt nếu như gia đình bạn không có lò nướng, bạn vẫn có thể tự tay thực hiện với cách làm bánh su kem tại nhà bằng chảo một cách dễ dàng. Hãy cùng vào bếp với Ăn Sạch Sống Khỏe các bạn nhé. Đầu tiên về phần nguyên liệu để mình sẽ làm món bánh su kem của chúng ta thì các bạn sẽ chia thành phần vỏ bánh cũng như là phần nhân kem các bạn nhé. Đầu tiên là về phần vỏ bánh thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 200g bột mì này các bạn nhé. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình 200g bột mì. Tiếp đến thì sẽ là 2 quả trứng. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình bơ nhé. Bơ này. Tiếp đến sẽ là đường và một chút muối. Đây sẽ là một phần nguyên liệu để mình sẽ làm phần vỏ bánh. Tiếp đến là đối với phần nhân kem thì là mình cũng vẫn sẽ sử dụng trứng gà các bạn nhé. Thực tế là phần vỏ bánh mình sẽ sử dụng 1,5 phần trứng gà chúng ta. Tiếp đến thì các bạn chuẩn bị cho mình sữa tươi. Đó, sữa tươi. Và các bạn chuẩn bị thêm bột bắp. Bột bắp đấy ạ. Và trong cái phần sữa tươi và phần nhân kem chúng ta sẽ chuẩn bị thêm đường nữa nhé. Đó. Và để cho cái phần bánh su kem của chúng ta thơm hơn thì các bạn chuẩn bị cho mình vani này. Đó. Đó, vani sẽ giúp cho cái món bánh su kem của chúng ta rất là thơm. Và trên đây là những cái nguyên liệu mà mình sử dụng để làm bánh su kem. Và mình sẽ sử dụng chiếc chảo để có thể làm được bánh su kem mà không cần lò nướng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên là mình cho phần sữa tươi của chúng ta vào nồi các bạn nhé. Và tiếp đến là mình sẽ cho tới phần bơ và mình sẽ cho lên trên bếp mình đun các bạn nhé. Mình sẽ đun cho cái phần sữa của chúng ta nóng ra, đến phần bơ của chúng ta nó sẽ chảy ra các bạn nhé. Đó, các bạn đun ở lửa vừa thôi các bạn nhé. Bước này thì các bạn cho vào đây một chút đường nhé. Cho vào đây phần đường. Các bạn đun lửa vừa nhé. Đó, và các bạn cho vào đây một chút vani nhé. Mình cho vào đây một xíu vani. Mình sẽ đun cho cái phần hỗn hợp sữa của chúng ta nóng lên nhé. Sau khi mà chúng ta thấy nồi chúng ta sôi, sữa sôi rồi các bạn mình sẽ cho vào đây phần bột mì nhé. Và các bạn phải nhanh tay khuấy thật đều cho cái phần bột mì của chúng ta nó không bị vón cục. Đó, các bạn sẽ đảo cho đến khi mà bột mì của chúng ta nó thành cái khối mịn như thế này nhé các bạn nhé. Đó. Rất là dẻo mịn nha các bạn nhé. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho phần bột của chúng ta ra bát các bạn nhé. Đó, các bạn thể thấy là bột của chúng ta thu được một cái hỗn hợp bột nhuyễn mịn này các bạn này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho vào đây phần một quả trứng các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây một quả trứng. Đó. Và mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần trứng của chúng ta nó hòa quyện với cả phần bột vừa rồi của chúng ta. Cho cái phần bột của chúng ta vào cái bát kem. Mình sẽ tiến hành cho cái phần bột của chúng ta ra túi bát kem các bạn nhé. Chúng ta ra túi bát kem. Mình sẽ tạo hình cho bánh su kem của chúng ta các bạn nhé. Mình sẽ cho phần kem của chúng ta ra một cái túi bắt kem như thế này nhé các bạn nhé. Và mình sẽ tiến hành tạo hình cho bánh su kem nhé các bạn nhé. Đây là phần kem mà mình đã nặn hình tạo bánh rồi các bạn nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ cho bánh của chúng ta vào trong tủ lạnh khoảng tầm 20 phút để bánh của chúng ta nó sẽ định hình các bạn nhé. Ok ạ, mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Tiếp theo là mình sẽ làm phần nhân của bánh su kem các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây lòng đỏ trứng gà. Đó, các bạn cho vào đây một quả lòng đỏ trứng gà. Sau đó thì các bạn cho vào đây tiếp đường nhé. Đó, và mình cho tới phần bột ngô. Bột ngô hay còn gọi là bột bắp nha các bạn nhé. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trộn thật đều lên nhé. Theo đó thì mình sẽ cho vào đây một sữa tươi các bạn nhé. Đó, và mình cũng sẽ khuấy thật đều lên. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái whey và mình lọc cái hỗn hợp này của chúng ta qua cái whey này nhé. Đó, chúng ta sẽ thu được cái hỗn hợp đặc mịn. Và mình sẽ đặt cái sữa tươi và mình đun các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành khuấy thật đều tay các bạn nhé. Này mình sẽ thử bột ngô, hỗn hợp bột ngô của chúng ta sẽ tránh mịn lại. Thế là cái phần bột ngô của chúng ta đã tránh mịn lại. Mình sẽ thu được cái phần nhân nhé. Những phần nhân kem này khi mà mình tắt bếp thì các bạn để trong tủ lạnh nhé. Thì cái phần nhân kem này của chúng ta nó sẽ rất là ngon. Đó, các bạn thấy là hỗn hợp chúng ta đã đặc sệt lại, tránh mịn. Mình sẽ tiến hành tắt bếp. Mình sẽ chuẩn bị một chảo dầu các bạn nhé. Và mình sẽ đợi cho dầu nóng thì mình sẽ tiến hành thả những miếng bánh su kem của chúng ta vào. Đó, các bạn thấy dầu nóng thì mình sẽ cho các miếng bánh su kem của chúng ta vào thả và mình sẽ chiên các bạn nhé. Mình sẽ chiên ở lửa vừa các bạn nhé, để tránh việc làm bánh su kem của chúng ta có thể sẽ cháy đấy. Và khi mà chúng ta thấy bánh của chúng ta chín vàng rồi, mình sẽ tiến hành gấp ra và để vào cái giấy thấm dầu để cái bánh của chúng ta sẽ không có bớt dầu đi các bạn nhé. Đó, mình sẽ tiến hành gấp bánh của chúng ta ra các bạn nhé. Và sau bây giờ mình sẽ tiến hành bơm cái phần nhân bánh su kem của chúng ta vào phần vỏ. Các bạn có thể chọc một cái lỗ nhỏ phía dưới đáy của cái vỏ bánh này. Sau đó thì mình sẽ tiến hành bơm cái phần kem của chúng ta vào qua cái lỗ nhỏ này các bạn nhé. Đó, đậy cái lỗ nhỏ này xuống.